Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chọn Honda Winner 150 2009 giá rẻ hay là Yamaha Exciter 150 2009 giá thích. Các chiếc Honda Winner 150 đang ở mức đáy, đi cùng với một cái quà tặng là cái đồng hồ G-Shock và một mức giá ưu đãi lãi suất 0%, khiến nhiều bạn trẻ đang băn khoăn nên chọn cái chiếc Winner 2009 giá rẻ hay cái chiếc là Exciter 2009 được nhiều các bạn gái là ưa chuộng hơn. Cụ thể trong cái tuần tháng 2 vừa qua, Honda Nam đã tiếp tục tung ra một cái chương trình khuyến mãi lớn dành cho cái chiếc Honda Winner 2009 với một cái quà tặng là cái đồng hồ Casio G-Shock trị giá 4 triệu đồng, kéo dài một tháng rưỡi đến hết tháng 3 năm 2009. Cái lần thứ tư kể từ khi ra mắt giữa năm là 2016, Honda Winner 150 được khuyến mãi lớn, trong đó hai lần được tặng cái đồng hồ này G-Shock vào cả tháng 12 năm 2007 và cả tháng 12 năm 2008, và một cái kính hàng hiệu Bulis trị giá 5 triệu đồng vào tháng 3 năm 2007. Chưa hết, cái chương trình khuyến mãi hiện nay được cho là lớn chưa từng thấy, bởi Honda chơi lớn ép các đối tác của công ty tài chính áp dụng cái chương trình lãi suất 0% đối với cái chiếc Honda Winner 2009. Cái chính sách chưa từng áp dụng cho bất kỳ một cái mẫu xe Honda nào từ trước này. Điều này động thái cho thấy Honda Nam đang quyết tâm đẩy mạnh cái doanh số của chiếc Winner 2009 bằng mọi giá. Cụ thể, với mọi đối tượng khách hàng chỉ cần có cái chứng minh thư, hộ khẩu hoặc là giấy phép lái xe trả trước 10% giá xe là có thể mua được cái chiếc Winner với một cái lãi suất 0% trong suốt quá trình trả góp. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần bỏ ra khoảng là 4 triệu đồng tiền xe và từ 1,5 đến 7 triệu đồng cái tiền bao giấy tờ gồm tiền đăng ký biển số, lệ phí dịch vụ, phí dịch vụ, tức rơi vào khoảng từ 5,5 đến 11 triệu đồng tùy theo từng hộ khẩu thường trú của người đứng tên là có thể mua được cái chiếc Winner 2009. Và trên thực tế, không chỉ hấp dẫn bởi cái chương trình khuyến mãi mà suốt từ khi ra mắt tới tận hôm nay, ngoại trừ khoảng là một tháng đầu đã bị thổi giá vô lý thì giá của chiếc Winner 150 luôn ở mức là thấp hơn mức giá lãi suất từ 5 đến 7 triệu đồng. Theo khảo sát từ chúng tôi, hiện tại dù đang trong cái chương trình là khuyến mãi lớn của Honda nhưng giá của chiếc Winner 150 2009 ở khu vực Hà Nội vẫn khoảng là từ 38 đến 39 triệu đồng, trong khi ở thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tầm từ 40 đến 42 triệu đồng, thấp hơn mức giá lãi suất từ 4 đến 8 triệu đồng. Như vậy, ta thấy được cái chiếc Winner 150 2009 đang ở mức rất hấp dẫn về mặt giá cả lẫn khuyến mãi. Kể cả người mua có tiền trả thẳng hay là người mua trả góp chỉ cần hơn 5 triệu đồng. So với thủ nặng ký nhất và đang dẫn đầu phân khúc là xe con tay Underbolt 150 phân khối là cái chiếc Yamaha Exciter 150 2009. Thì phiên bản Winner vừa thấp hơn từ 5 đến 10 triệu đồng lại được tặng thêm một cái đồng hồ G-Shock trị giá gần 4 triệu đồng mà lại được hỗ trợ lãi suất là 0% cái trả trước hấp. Vì thế chỉ khía cạnh ở tài chính thì phiên bản Winner 150 2009 đang là một cái lựa chọn đầy sản xuất với những cái bạn trẻ đang tìm kiếm một cái chiếc con tài phân khúc là 150 phân khối. Tuy nhiên cái chiếc Exciter 2009 đang là mang trên mình cái thế mạnh truyền thông về thiết kế đẹp cộng với cái sự sử dụng lớn, nhiều thanh niên đã chọn cái Exciter 2009 dù đắt hơn vì bạn gái thích cái mẫu xe của nhà Yamaha. Nếu là bạn lựa chọn giữa Winner 2009 hay là Exciter 2009, hãy để comment bên dưới nha. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và chi tiết nhớ like, share, subscribe.